Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân quyền Thành Quá vừa tổ chức lễ khởi công công trình đường vào khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc xã Thành An. Đây là một trong hai công trình trọng điểm theo nghị quyết Đại hội Đảng Bộ quyền Thành Quá nhiệm kỳ 2020-2025. Dự lễ có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Mai Trăng Nhiều. Công trình đường vào khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có chiều dài khoảng 2,4 km, kinh phí dự toán là 41 tỷ đồng, được chia làm 3 giai đoạn để triển khai thực hiện. Theo đó, giai đoạn 1 có chiều dài khoảng 700m, mặt đường rộng 9m, tải trọng thiết kế 12 tấn, dự kiến hoàn thành vào tháng 4 năm 2023. Việc đầu tư xây dựng tuyến đường nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật giao thông, nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng, thu hút nhà đầu tư, góp phần phát triển kinh tế xã hội cho quyền nhà. Theo quy hoạch của quyện, dọc tuyến đường này là dùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và hiện đã có một số công ty đến đầu tư các dự án phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao.